cho nên rất là mong quý vị nếu mà qua live stream, nếu quý vị có nghe được thông tin này, rất mong quý vị sẽ đến Salon Tân Thời để có thể nhận vé trên phim mai miễn phí. Và khác là nếu mà chúng ta chúng trồng lại Loto từ mùng 1 Tết thì chúng ta sẽ có thêm một vé xem phim điện ảnh mai ở tất cả các tuần rạp thành phố Hồ Chí Minh quý vị nha. Cho nên rất mong quý vị cũng sẽ đồng hành cùng Salon Tân Thời để chúng ta sẽ có một mùa xuân và đã có Tết phải có mai quý vị. Và em cũng đã được xem phim của mình đó ngày hôm qua và rất nhiều là cảm xúc luôn. Phim của anh Chất Thành Việt Hường là về nội dung về gia đình rất là gần gũi. Hy vọng là chúng ta sẽ có một cái góc nhìn thật là ấn tượng về điện ảnh trong phim mai Tết này khi mà quý vị đang làm. Nếu giờ ai chưa có vé thì ra tay nha. Và nếu mà ai có đi coi nhớ review dịp lộ nha. Tại vì ba em cũng nhỏ, ai cũng chưa nghe nói gì. Nhưng mà nó quay đông dở nó biết cho em. Ai chưa có vé thì giơ tay một loại này, hai cái là một vé ạ. Vì đẹp áo bà ba la kim quyền 2, 3 vé cuối tay và Bella. Trời ơi nét đẹp gọt không và chồng con bán mà cũng còn 5 vé gì đó, còn ba vé cuối gì đó dễ thương, người đẹp gọt không Bella. Rồi và mấy ngày nay trên TikTok của em thì bắt đầu rần rần cái chuyện là bán ghế 5.000 và em xin cũng nhắc lại luôn. Và cái này là nói thiệt là ghế ở Sài Gòn thôi quý vị, tới sớm là 220 ghế là cái giới chúng ta làm miễn phí, quý vị cứ tới sớm là cái ngồi thoải mái em cũng lấy ngàn. Nhưng mà quý vị đi sao thấy trễ quẹo qua đó ủng hộ em cái 5.000. Vì sao mà mình lấy 5.000? Hồi xưa ở cung văn hóa lao động là em không lấy cái đồng nào hết trơn, bà con cũng tới lấy nhiều cái thì lấy, thì bắt đầu mới xảy ra một cái vấn đề là có nhiều người họ tới họ lấy lần chục cái, 5 cái hoặc nằm dài rồi chơi vậy đó. Và những người đi sao họ không có ghế họ ngồi, cho nên 5.000 đó là bị cùng cố ý thức cho mấy quý vị khán giả về lần đầu tiên tới họ lấy quá nhiều, cho nên rất mong quý vị cũng hiểu cái thiện chí của em. Và còn thâu để làm gì, và một đêm thâu em trai bán nguyên đống ghế đó thì cũng là chưa được 300 ghế nữa mà bán, quý vị thấy đâu có hết đâu, mấy chục cái thì dữ lắm rồi. Cho nên đó là cái số tiền nó không có đáng, chủ yếu là để bổ sung vô cái lực lượng ghế đó và mà trả lương cho nhân viên vệ sinh, cũng giống như là cái người mà hỗ trợ thâu gom ghế mỗi buổi chiều buổi tối nó vậy đó. Mà trời ơi sao trên mạng nói 5 ngày thì 100 cái là 5 triệu hay 500 gì đó, 5.000 cái 5 triệu một năm em thu mấy tỷ. Trời ơi má ơi bán ghế mà vậy tôi đâu cần là Loto, má tôi kiếm công viên tự ngồi bán ghế rồi bắt gì vậy mà nó tính được đó quý vị, thiệt sự. Chắc coi ra công viên bán được rồi, người ta ăn bằng lá bịch bát hay gì tính muốn chết vậy đó. Em có ăn không khí xong vậy mấy đứa thiệt tính tóc toàn là kế toán không có gì, thiệt sự. Ai bây giờ ai chứng vé giơ tay em thì đem thiếu mi hết chứ gì, vì thiếu mi đặt mặt cái đặc chặt quá, không ai nghĩ hôm nay là ngày đưa ông táo, tưởng là ngày đưa ông kẹ. Ôi bây giờ quý vị ơi, anh Huy hai vé chó. Chị Anna luôn đúng chủ đề. Ngày mai quý vị, chị Anna lọt đề cử là người đẹp thời trang quý vị. Dạ cho nên quý vị nhớ tới ủng hộ chị Anna ngày mai là chống độc chị Anna nha. Mai không có đi hả? Không đi làm hả? Xí, mai có đề cử là chị con của Diễm Dương. Trời ơi Thanh Mai, tên mới luôn hả? Không, tôi không phải Thanh Mai, Thanh Mai là người khác. Đây thật sự là Thanh Mai nha mọi người nha. Ủa, đẹp là Thanh Mai hả? Thanh Mai là đó đó. Mặt cái đạp quá chấn động rồi. Vậy đây nè bạn. Cái này là chú Thanh Sang hả? Mai hai đứa tụi có hai cái giải gì không? Hả? Giải gì không? Trời ơi. Có hai cái giải gì? Gương mặt của năm. Sao? Cái gì? Sao chị nói thẳng quá vậy? Trời ơi. 11 mình nói giảm giảm chắc chắn thôi, thấy không? Nè, đầu trâu không? Giải Diêm Dương được yêu thích nhất. Trời ơi, là trời. Bước qua sáng lên trời ơi. Bước qua là đi dốc liền đó má. Rồi bây giờ ai có lấy cho ta hướng mắt sao có cái đầu dò xấu vậy vô.